Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Kính chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Chương trình sáng nay Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý như: Thủ tướng yêu cầu nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các dự án trọng điểm ngành giao thông; nhiều sản phẩm ô cốp của tỉnh Đồng Nai vẫn đang còn bế tắc đầu ra, đặc biệt là những sản phẩm ô cốp chủ thể là nông dân; động viên tiếp sức cho bộ đội trên thao trường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại tỉnh Kiên Giang, hôm qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra một số dự án công trình quan trọng tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đến thăm kiểm tra công trường xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cán bộ công nhân làm 3K4 kiếp, đảm bảo chất lượng tiến độ kỹ thuật mỹ thuật, vệ sinh môi trường và chú ý xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Thủ tướng yêu cầu ban quản lý dự án phải đôn đốc kiểm tra tháo gỡ khó khăn, các dự án thành phần, hạng mục phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thành công trình đúng dịp 30 tháng 4 năm nay. Tiếp đó, Thủ tướng đã đến thị sát dự án cảng hành khách quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 1.645 tỷ đồng. Hiện các hạng mục cầu dẫn, cầu bến chính và đê chắn sóng do binh đoàn 12 là nhà thầu thi công đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Sau đó, Thủ tướng đã đến thị sát khu vực tập kết rác thải tạm thời của thành phố Phú Quốc. Hiện thành phố đã có nhà máy đốt rác với công suất 200 tấn trên ngày đêm và nước thải đang được xử lý cục bộ, phục vụ hơn 200.000 dân và hơn 5 triệu lượt du khách mỗi năm. Nhấn mạnh việc xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ rất quan trọng cấp bách với Phú Quốc để phát triển bền vững lâu dài. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung, còn về lâu dài phải nghiên cứu đầu tư nhà máy điện rác, xử lý rác phải khép kín để đáp ứng kinh tế tuần hoàn. Mới đây tại phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, yêu cầu các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm hoàn thiện những thủ tục, bảo đảm đủ trữ lượng và công suất để có thể khai thác các mỏ vật liệu thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà thầu tập trung thi công 3K4 kiếp, bảo đảm hoàn thành hai dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam Lâm, Vĩnh Hảo, đoạn Diễn Châu, Bãi Vọt, đoạn đủ điều kiện, yêu cầu kỹ thuật. Theo chỉ đạo của Thủ tướng trước ngày 30 tháng 4 năm 2024, đẩy mạnh thi công các dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, dự án đường cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột và cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Chương trình Đồng Nai Ngày Mới liên tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý. Tính đến ngày 28 tháng 3, toàn quốc đã có trên 15.760 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 98,9% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu, còn những cửa hàng chưa thực hiện chiếm 1,1%. Cũng theo báo cáo này, hiện đã có 59 trên 63 địa phương đạt tiến độ trên 90%, 40 địa phương hoàn thành 100% tiến độ. Tổng cục thuế phấn đấu đến 31 tháng 3 2024, về cơ bản các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tổng cục thống kê cho biết trong tháng 3 cả nước có 14.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 113.500 tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 104.000 lao động, tăng mạnh so với tháng 2. Tính chung quý 1 cả nước có hơn 36.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 332.200 tỷ đồng. Và tổng số lao động đăng ký gần 259.000 lao động. Bên cạnh đó, cả nước cũng có hơn 23.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Cục Thống kê Đồng Nai, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất khẩu hơn 50 mặt hàng chính sang hầu hết các thị trường trên thế giới. Trong đó, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là giày dép. Đây là mặt hàng đầu tiên xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm nay, tăng gần 11% so cùng kỳ năm trước. Theo đó, các doanh nghiệp ở Đồng Nai đã xuất khẩu mặt hàng này qua hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các doanh nghiệp giày dép trên địa bàn tỉnh đa số sản xuất theo hình thức gia công cho các nhãn hàng lớn như Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance. Hiện nhiều doanh nghiệp nhận được đơn đặt hàng đến cuối năm nên tuyển thêm lao động để đáp ứng các đơn hàng. Chương trình Đồng Nai Ngày Mới tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo Cục Thống kê Đồng Nai, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo giá so sánh 2010
Quý 1 năm 2024 ước đạt gần 59.000 tỷ đồng, tăng 5,85% so với cùng kỳ. Mục tiêu cả năm 2024 từ mức 6,5 đến 7%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,62%, công nghiệp xây dựng tăng 5,34%, dịch vụ tăng 8,4% và thuế sản phẩm tăng 4,32%. Theo Tổng cục Thống kê, trong điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 2024 vẫn còn khó khăn, kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, tình hình xuất khẩu chưa được cải thiện nhiều, đơn hàng sản xuất của doanh nghiệp vẫn còn ít v.v. Việc Đồng Nai đạt được mức tăng trưởng 5,85% là khá cao, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu cao của các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn. Ổn định sản xuất kinh doanh, đặc biệt khu vực dịch vụ, dự ước đạt mức tăng trưởng cao, tăng 8,37%, mức tăng GRDP quý 1 2024 cao hơn nhiều so với quý 1 2023. Số liệu sơ bộ quý 1 2023 tăng 3,92%. Thưa quý vị, với 220 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, Đồng Nai đang đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ về số sản phẩm ô cốp. Hiện, có nhiều sản phẩm ô cốp của tỉnh đã có thị trường ổn định, tuy nhiên, vẫn còn không ít sản phẩm đang bế tắc đầu ra, đặc biệt là những sản phẩm ô cốp chủ thể là nông dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Hộ ông Nguyễn Văn Tới ở xã Phú Điền, huyện Tân Phú là một trong những hộ chăn nuôi vịt có quy mô lớn ở địa phương. Năm 2022, ông được chính quyền địa phương vận động hỗ trợ thực hiện sản xuất trứng vịt chạy đồng theo hướng ô cốp. Hiện sản phẩm trứng vịt của ông đã đạt chứng nhận ô cốp 3 sao. Theo ông Tiền, sau khi đạt được chứng nhận ô cốp thì đó là thành quả cố gắng rất lớn của bản thân, bởi ông đã thay đổi từ tư duy đến quy trình sản xuất, đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên thị trường đầu ra vẫn không có sự thay đổi. Có vô ô cốp gì nó cũng phải lỗ. Tự về vô nhưng mình đâu có bón ra được cái đường của ô cốp đâu. Toàn là bón ra chợ đen không. Mà trứng chợ đen thì bây giờ em biết rồi. Đâu phải là nội cái vùng trứng của mình đâu. Trứng miền Tây rồi trứng Bình Thuận, nói chung là trứng với chỗ nào nó rẻ là nó đem vô nó bón tùm lum tà la, nhìn thứ cũng không có theo cái chiều hướng của ô cốp được. Đàn vịt của ông Tới hiện có 5.000 con, giảm một nửa so với trước vì đầu ra bấp bênh. Nhưng ông vẫn đang cố gắng duy trì hướng sản xuất sạch, chất lượng trứng vẫn luôn đảm bảo. Trứng của mình ở đây thì như em thái xuống đây em thái thì nó nằm ở đây thì cái vùng nước nó cũng sạch, nước thì nước ra nước vô thì mình cũng phải cái gì nó cũng phải sạch. Thì cái trứng nó mới đọt được. Hả? Nhưng bây giờ nói chung mình nuôi miết mà cái giá thành vậy miết thì nó cũng lỗ à. Hiện nay trên địa bàn xã Phú Điền có trên 10 hộ nuôi vịt chạy đồng với số lượng rất lớn, nhưng chỉ có duy nhất ông Tới tham gia thực hiện chương trình ô cốp. Nhìn từ thực tế của gia đình ông Tới, khi trứng sản xuất đạt chuẩn ô cốp mà không có thị trường ổn định, trong khi phải thực hiện đủ mọi quy trình sản xuất khắt khe, nên các hộ chăn nuôi vịt ở địa phương không ai mặn mà để tham gia. Địa phương đã hỗ trợ cho cái ô cốp về các mặt pháp lý, giấy tờ, rồi vận động người dân tham gia cái chương trình tập huấn từ xã đến cấp tỉnh, hỗ trợ người dân cái chương trình tạo ra ô cốp sản phẩm trứng sạch. Chính quyền xã mong muốn cấp trên sao tạo điều kiện có giới thiệu rất nhiều điểm để hỗ trợ cho cái ô cốp này cho nó đạt chuẩn, để tới đây xã còn vận động nhiều hộ để làm ô cốp về trứng vịt nữa. Không chỉ sản phẩm trứng vịt mà hiện vẫn còn nhiều sản phẩm ô cốp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đang khó khăn về đầu ra, đặc biệt khi chủ thể là những nông dân, bởi họ chưa biết cách khai thác thị trường. Mặc dù ngành nông nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho các sản phẩm ô cốp của tỉnh, tuy nhiên thực tế vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Chương trình Đồng Nai ngày mới tiếp tục với những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh Đồng Nai. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa đã có buổi giám sát về tình hình và kết quả hoạt động năm ngoái của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Báo cáo với đoàn giám sát, Hội đồng Nhân dân phường Long Bình Tân đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình hoạt động đề ra, tổ chức thành công các kỳ họp và ban hành 9 nghị quyết về nhân sự, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân và nghị quyết chuyên đề. Công tác giám sát được chú trọng, tập trung các nội dung như phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chăm sóc gia đình chính sách, người có công, các chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và thực hiện chính sách giảm nghèo,
tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và chương trình hoạt động trong năm nay đã đề ra. Huyện ủy Xuân Lộc vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban liên quan, nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Theo báo cáo tiến độ thực hiện các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công của huyện trong quý 1 cho thấy, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 gần 388.900 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 25 tháng 3 năm 2024 hơn 20.870 triệu đồng, đạt tỷ lệ 5,37% kế hoạch vốn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng cho rằng tiến độ đầu tư công trên địa bàn huyện đến nay khá chậm. Ủy ban Nhân dân huyện cần làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong triển khai thực hiện, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các địa phương phối hợp với các ngành đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công. Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, kịp thời chấn chỉnh nếu phát hiện hành vi vi phạm. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Khánh phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh tổ chức hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang thành phố Long Khánh năm 2024. Tham gia hội thi có 15 đội thi đến từ 15 phường xã là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên các địa phương. Mỗi đội thi tham gia 2 phần thi gồm tiểu phẩm và tuyên truyền viên với các nội dung thi tuyên truyền trong đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, những chủ trương giải pháp phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, tuyên truyền về gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Quang. Ngoài ra, ban tổ chức trao các giải nhì ba khuyến khích cho các đơn vị và những cá nhân xuất sắc đạt giải nhất nhì ba, phần thi tuyên truyền viên và đơn vị xuất sắc đạt giải tiểu phẩm hay nhất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh, huyện Định Quán vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đến nay có 8 trên 8 ấp đạt 100% ấp văn hóa và 99% hộ đạt gia đình văn hóa. Các chính sách dành cho đồng bào dân tộc luôn được chú trọng, đã cấp trên 6.500 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí cho 153 sinh viên đồng bào các dân tộc. Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã sẽ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu 100% ấp đạt danh hiệu văn hóa, 100% ấp duy trì tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được giúp đỡ, tặng quà các dịp lễ Tết, vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 12 căn nhà tình thương. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 8, nhiệm kỳ 2024-2029 là 31 thành viên, ban thường trực là 3 thành viên. Dịp này 3 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua đã được tuyên dương khen thưởng. Trên lĩnh vực y tế, thưa quý vị, mặc dù chỉ mới đầu mùa nóng, nhưng khắp các địa phương trong cả nước đã liên tục ghi nhận các trường hợp bị chó dại cắn. Tại Đồng Nai, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 7 ổ dịch dại xảy ra ở các địa phương Nhân Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Long Thành. Theo đó, đã có 16 người bị chó dại cắn, chưa ghi nhận ca tử vong. Tình hình bệnh dại được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp hơn khi bước vào thời điểm nắng nóng cao độ sắp tới. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Trường hợp chó dại cắn người mới nhất được ghi nhận tại huyện Long Thành. Vết cắn ở vị trí đầu gối, tuy không chảy nhiều máu nhưng rất lớn. Theo đó, bà Trương Kim Pê, ngụ ấp 6, xã Phước Bình, vừa đi chợ về thì bất ngờ bị con chó dại chạy từ ngoài đường chạy vào trong bếp cắn. Sau khi cắn, con chó bỏ chạy và bị người dân trong ấp đánh chết. Ngay trong ngày, bà Pê đã đi tiêm kháng huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Chích bữa nay được 3 mũi rồi đó cô, nó chích tỉnh mũi là bữa 20 tây, rồi cái tiếp bữa 23 lên huyện Long Thành chích một mũi, ngày hôm qua là ngày 27 tây chích một mũi,
Rồi còn 2 mũi nữa là bác sĩ hẹn trong giấy là hình như 3 tháng 4 chích mũi. Rồi 17 tháng 4 chích mũi là nghĩa là còn trong sổ còn 2 mũi nữa. Bác sĩ yêu cầu cô chích đúng hẹn, cô đừng đi trễ nha. Nó nói tôi biết rồi, tôi chích đúng hẹn chứ. Nói chung là lo này cũng lo đó, nhưng mà nghĩ thôi giờ cái xui xẻo mà thôi làm kịp thời mình chữa thì chắc cũng không đến nỗi gì đâu. Tương tự bà Lê Thị Tê, ngụ huyện Vĩnh Cửu cũng bị chó dại cắn bất ngờ khi làm công quả tại một ngôi chùa. Qua nhiều lần được trạm y tế và trung tâm y tế huyện vận động, bà Tê cũng đã tiêm được 4 mũi vaccine phòng dại và 1 mũi kháng huyết thanh dại. Tôi đang nấu ăn thì con chó nó chạy vào thì nó cắn nhau về mẹ con chó. Thì nó chạy vào nó nằm đó thì mình mới đến đâu có biết là chó chua hay là chó ai. Thì chạy vô được cái chén mà đừng quay lưng đi nó ngăn vô cả nó chín mất khiếp ấy. Khi cắn những con máu con mén có gì hết á. Đến khi cô ra rửa thì làm sao thấy nó bị tược một tí giá thôi một xíu thôi à. Điểm chung của các ca bị chó cắn này là không xác định được chủ nhân của con chó. Đa phần đều là chó hoang hoặc chó thả rông. Điều này gây khó cho công tác xác định nguồn gốc của mầm bệnh dại từ đâu đến, tại địa phương hay từ nơi khác để truy vết và xử lý triệt để ổ dịch. Theo đó, các ngành chỉ có thể xử lý trước mắt các ổ dịch dại và hướng dẫn người bị chó cắn cách xử trí theo quy định. Sau khi mà đã xác định là con chó bị dại thì trạm y tế đã qua bên chùa điều tra cái nguồn gốc con chó và phối hợp bên phú y với cả công an xã và cũng báo lên trung tâm y tế huyện xuống là cùng xử lý và phun xịt theo quy định của ngành y tế. Dân cư biến động với hai những dân thì mình ở vùng quê thì thường nuôi chó khả rông rất là nhiều. Chó khả rông bắt nhiều chạy rông. Thì cắn người, ý thức người dân thì cũng chưa có rõ cái nâng cao được cái ý thức đó. Nuôi chó mình cũng phải tiêm ngừa vaccine, đừng thả rong chạy hoài. Phải có, nếu đi ra ngoài phải có rọ mồm lại, thì nó đảm bảo hơn. Với người bị chó, mèo, cắn cào, liếm, cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy và xà phòng tối thiểu 15 phút. Tuyệt đối không bóp, nặn máu hay trà sát mạnh vết thương. Sau đó dùng cồn 70 độ hoặc cồn iốt để sát khuẩn vết cắn và nhanh chóng tìm đến các cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc, kiểm tra và tiêm phòng sau phơi nhiễm. Thưa quý khán giả, ban đầu chỉ muốn làm kinh tế từ trồng dưa lưới, hoàng long, huỳnh long, ha mi, dưa hấu. Nhưng anh Đặng Phi Hoàng sinh năm 1992, trú xã Bào Trâm, thành phố Long Khánh, đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, ấp ủ ý tưởng làm nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Cách trung tâm thành phố Long Khánh 6 km, điểm du lịch nông trại của bố, của vợ chồng anh Đặng Phi Hoàng với quy mô 11.000 m², bao gồm 4 nhà kính trồng dưa lưới, quán cà phê, vườn mận, chuồng cừu, vườn hoa và một số tiểu cảnh. Tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng, đã thu hút trên 7.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Tìm hiểu ở dưới Vũng Tàu, đất đỏ, với lên mạng. Nói mô hình này trồng cái cây ngắn ngày á, thì thu hoạch sẽ nhanh hơn và bệnh nó sẽ ít hơn. Đầu tiên là mình sẽ suy nghĩ là trồng dưa lưới. Xong mà suy nghĩ là khách nếu đến tham quan dưa lưới á, mà đi từ nhà đi xa mà không có chỗ nghỉ chân. Xong bắt đầu mình sẽ là mở thêm cái quán cà phê. Khách vừa có nước uống, chỗ nghỉ chân để khi hái dưa lưới. Đến với vườn dưa lưới Sai Triệu Quả, du khách có thể tận tay hái và thưởng thức tại chỗ, hoặc có thể mua về với giá bán từ 35.000 đồng một ký đến 65.000 đồng một ký, tận hưởng cho mình những bức hình đẹp ở nơi không gian xanh, tạo cảm giác yên bình cho khách du lịch. Lần đầu tiên em với gia đình tới cái nông trại của bố thì em cảm nhận ở đây rất là mát mẻ, không khí rất là trong lành, rất thích hợp cho gia đình bạn bè tụ tập. Ngày cuối tuần tới đây có nước uống nè, có đồ ăn, đồ này kia nữa. Rồi có vườn dưa lưới cho mình tham quan. Rồi mình ăn thử thì mình cảm thấy rất là ngọt, rất là kiểu rất là sạch sẽ. Mình rất là hài lòng khi tới đây. Anh Hoàng chia sẻ, nếu mô hình phát triển ổn định, gia đình anh sẽ mở rộng thêm diện tích nhà lưới để có thể cung cấp số lượng nhiều sản phẩm trái cây và rau sạch đến với mọi người. Vừa phát triển kinh tế cho gia đình, anh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đến ai có nhu cầu học tập. Hiện tại thì trái cây trong vườn của em thì chắc cũng chỉ đủ cung cấp cho người dân đến tham quan. Còn giá sỉ thì chắc cũng chưa đủ để cung cấp sỉ cho thị trường dưa lưới trên Long Khánh này. Chủ yếu là khách tham quan mua mang về. Thì mong muốn em thì mở nông trại thì hy vọng mọi người sẽ đón nhận
đón nhận để cho nông trại này càng ngày nó càng phát triển lớn hơn, rộng hơn, để tạo cho cái nền cho bầu trâm này nó được phát triển hơn, mọi người sẽ chú ý đến bầu trâm này hơn. Các mô hình du lịch này dù mới hình thành và phát triển gần đây nhưng đã góp phần níu chân du khách, tạo động lực mạnh mẽ cho các nhà vườn mạnh dạn chuyển đổi từ nông nghiệp thuần túy sang đầu tư phát triển du lịch. Điểm du lịch nông trại của bố là một nơi thích hợp cho những ai muốn hòa hợp với thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống bình dị. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, thưa quý vị, vừa qua trường Trung học phổ thông Long Thành đã phối hợp với tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Thành tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Đây được xem là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả giúp các em học sinh nhận thức rõ hành vi sai phạm ảnh hưởng đến xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Nội dung phiên tòa giả định dựa trên vụ án có thật được các em học sinh trường Trung học phổ thông Long Thành tái hiện lại qua một tiểu phẩm ngắn. Xuất phát từ mâu thuẫn trong trường học, một học sinh đã dùng dao chém bạn nam cùng trường gây thương tích 35%. Từ tiểu phẩm trên, các em học sinh đã được trực tiếp tham dự quá trình xét hỏi, tranh luận và tuyên án tại phiên tòa. Với sự tham gia tư vấn của các cơ quan chuyên môn, tiểu phẩm trên đã nêu bật được nội dung cần tuyên truyền. Đây được xem là một hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật rất sinh động, giúp đối tượng học sinh dễ dàng tiếp cận, qua đó giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhất là việc phòng chống bạo lực học đường. Sau khi tham gia phiên tòa giả định ngày hôm nay, em đã học được một bài học là mình phải biết chấp hành đúng quy định của pháp luật đã đề ra và tuyên truyền pháp luật đến với tất cả mọi người để cùng mọi người chấp hành. Và phiên tòa giả định ngày hôm nay đã em cảm thấy nó rất ý nghĩa và nó rất là thực tế để tuyên truyền cái pháp luật đến với tất cả mọi người bằng một cách rất là sinh động và ý nghĩa hơn để mọi người có thể dễ dàng chấp hành đúng. Trong cái năm 2024 này, nhà trường đã đưa ra cái mô hình là tổ chức chương trình phổ biến pháp luật cho các em học sinh bằng một cái hình thức là phiên tòa giả định, để nhằm qua cái phiên tòa giả định này giúp cho các em hiểu rõ cụ thể và có những cái hình ảnh thực tế sinh động hơn, cho các em nắm chắc những cái pháp luật của nhà nước, để các em biết và chúng ta không có vi phạm các cái quy định về pháp luật của nhà nước, trong đó có cái vấn đề vi phạm về bạo lực học đường. Phiên tòa giả định được thực hiện với diễn biến quá trình như một phiên tòa xét xử tại tòa án với đầy đủ thành phần hội đồng xét xử. Vụ án được chọn để mô phỏng cho phiên tòa giả định là vụ án thật, có tính thời sự và gắn liền với yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm đang diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội. Sau khi thực hiện phiên tòa giả định, ban tổ chức cũng đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc về các nội dung liên quan đến phiên tòa, đồng thời trao đổi với các em học sinh có hứng thú muốn tìm hiểu về ngành luật để có thể trở thành thẩm phán, luật sư trong tương lai. Thì cái phiên tòa giả định này nó có rất ý nghĩa rất là quan trọng. Nó giúp cho nhà trường phổ biến giáo dục cho các thế hệ học sinh, là nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật đối với học sinh. Và thông qua phiên tòa này thì tòa án huyện Long Thành cũng muốn hướng nghiệp cho các em biết về các nghề nghiệp là nghề nghiệp của tòa án. Thì các em sẽ có sau này sẽ có một cái định hướng làm việc trong ngành tòa án để bảo vệ pháp luật. Ngoài ra thì mô hình làm cái phiên tòa giả định này nó còn cần nhân rộng hơn nữa trong trường học, còn trong khu dân cư để mà phổ biến các quy định của pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra. Có thể nói phiên tòa giả định mang tính trực quan sinh động, không chỉ phản ánh những hành vi phạm tội và mức án được áp dụng mà còn giúp học sinh hiểu rõ hơn hoạt động của những người cầm cân nảy mực, hiểu rõ về ranh giới giữa cái đúng và cái sai, tính nghiêm minh của pháp luật và tính hướng thiện trong chính sách pháp luật của nước ta. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối tượng thanh thiếu niên học sinh. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 vừa tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Hội nghị tập trung đánh giá, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân đạt kết quả tích cực và những hạn chế trong quý 1, đưa ra các chủ trương, biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự quý 2. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập có bắn đạn thật, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động xử lý các tình huống. Kết quả quý 1, quân đoàn 4 và các cơ quan đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ.
nổi bật duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tiếp nhận chiến sĩ mới và huấn luyện, giáo dục đào tạo đúng, đủ nội dung chương trình, kế hoạch. Thưa quý khán giả, kịp thời động viên các chiến sĩ mới huấn luyện trên thao trường, Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên Trường Bắn Quốc gia khu vực 3, quân khu 7 đã tổ chức chương trình tiếp sức mùa huấn luyện. Hoạt động này mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, động viên cán bộ chiến sĩ hăng say luyện tập, công tác và hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Trong thời tiết nắng nóng gần 40 độ C trên thao trường huấn luyện, mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng tinh thần vượt nắng thắng mưa trong huấn luyện của cán bộ chiến sĩ vẫn được duy trì theo nền nếp. Khi tiếng còi giải lao vang lên cũng là lúc hội viên Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên Trường Bắn Quốc gia khu vực 3 trao những ly nước mát đến tay từng cán bộ chiến sĩ để giải nhiệt. Tôi rất vui và phấn khởi khi được tham gia các hoạt động tiếp sức thao trường, tham gia huấn luyện với cường độ cao, nắng nóng oi bức, ai nấy đều thấm mệt. Được uống chai nước mát và bổ dưỡng như tiếp sức thêm tinh thần để chúng tôi quên đi những khó khăn, vất vả và tập trung hơn trong quá trình luyện tập. Mô hình tiếp sức thao trường mùa huấn luyện đã để lại dấu ấn đẹp về những ngày đầu trong quân ngũ đối với chúng tôi. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, tuổi trẻ trường bắn quốc gia khu 3 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, cơ quan chính trị đã chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, tổ chức các hoạt động đoàn thanh niên gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Mô hình tiếp sức mùa huấn luyện được Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên phối hợp triển khai mỗi đợt huấn luyện chiến sĩ mới. Thực hiện mô hình, các hội viên phụ nữ tự tay chuẩn bị nước uống như nước cam, chanh, trà bí đao để phục vụ bộ đội trên thao trường. Bên cạnh đó, các hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên còn tổ chức giao lưu văn nghệ, giúp vơi đi mệt nhọc cho bộ đội, tạo tinh thần hứng khởi cho giờ huấn luyện tiếp theo. Thì dưới cái tiết trời nắng nóng, Hội Phụ Nữ Trường Bắn Quốc gia cùng với Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Xuân Tâm đã chuẩn bị những cái ly nước mát như là nước cam, rồi trà bí đao để gửi đến cho các chiến sĩ đang trong mùa huấn luyện. Và cũng qua đó, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng như là những người chị, người mẹ, người em gái ở hậu phương muốn gửi đến các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ huấn luyện, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ mà xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mô hình tiếp sức thao trường mùa huấn luyện có sức lan tỏa trong toàn đơn vị, mang lại ý nghĩa và hiệu quả hết sức thiết thực trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao của các đồng chí cán bộ chiến sĩ và nhất là các đồng chí chiến sĩ mới. Dưới cái thời tiết khắc nghiệt và cái nắng chói chang của mùa khô như thế này, cảm nhận và thấu hiểu được sự vất vả đó, chị em phụ nữ trường bắn quốc gia khu vực 3 hàng năm luôn đồng hành cùng các đồng chí chiến sĩ mới trên thao trường. Năm nay đơn vị tiếp nhận huấn luyện 130 chiến sĩ mới. Sau một tháng huấn luyện được sự quan tâm sâu sát của cán bộ, chỉ huy các cấp cùng sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt, nên 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, có nhiều nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện và khẳng định mình. Yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao. Trong khi đơn vị đóng chân thì thời tiết là rất là khắc nghiệt, thời tiết nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả huấn luyện. Mùa hoạt động tiếp sức thao trường là một nhiệm vụ của công tác đảng, công tác chính trị. Không những giúp cho giải trí cho cán bộ chiến sĩ mà đó là xây dựng quyết tâm, đoàn kết, rèn luyện cái ý chí, sức bền bỉ dẻo dai. Đây là một mô hình hay, cần nhân rộng, có ý nghĩa thiết thực. Với tinh thần chủ động sáng tạo, mô hình tiếp sức mùa huấn luyện của Hội Phụ Nữ và Đoàn Cơ sở Trường Bắn Quốc gia khu vực 3 đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng tốt, thể hiện sự quan tâm của hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên, qua đó tiếp thêm sức mạnh giúp chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin thời tiết, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, hôm nay Đồng Nai tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Cụ thể nhiệt độ cao nhất là từ 37 đến 39 độ C, trong đó hai địa phương có nhiệt độ cao nhất là 39 độ C, gồm Tân Phú và Định Quán. Độ ẩm không khí đạt 54 đến 68%. Cũng trong hôm nay, chỉ riêng Định Quán không có mưa, tất cả các địa phương còn lại đều có mây và mưa rào. Về tình hình thủy văn, dự báo tại lưu vực sông Đồng Nai, mực nước thượng lưu dao động theo điều tiết của các hồ chứa thượng nguồn, xu thế lên dần. Mực nước tại trạm Tà Lài dự báo lúc 7 giờ sáng nay đạt 110,26m. Tại trạm Biên Hòa ở hạ lưu sông Đồng Nai, dự báo mực nước cao nhất là 1,28m, mực nước thấp nhất là -1,45m. Cũng tại lưu vực sông Đồng Nai, dự báo 7 giờ sáng nay, mực nước tại trạm Trị An là 60,06m,
Còn tại lưu vực sông La Ngà, mực nước tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà dự báo 7 giờ sáng nay đạt 102,78m. Chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.